nguy hiểm bẫy tình hẹn hò online. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 3 năm trở lại đây đã tiếp nhận trình báo về hàng chục vụ lừa đảo với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng theo hình thức kết bạn, hẹn hò trực tuyến. Cách đây 2 tháng tại Bình Dương, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Thanh, quê Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng này khai nhận đã lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai, rồi kết bạn làm quen với nhiều người thông qua các ứng dụng hẹn hò để lừa đảo với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Theo chuyên gia an ninh mạng, thời đại công nghệ 4.0 không khó để tiếp cận hàng chục ứng dụng kết bạn hẹn hò trên mạng. Đây là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo lợi dụng. Vì khi làm quen qua mạng, do không được gặp trực tiếp nên thường rất khó xác định người mình làm quen là người tốt hay xấu, thân nhân, lai lịch cụ thể thế nào. Tình trạng lừa đảo qua các ứng dụng hẹn hò khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ, hơn 95.000 người ở Mỹ đã báo cáo bị lừa tình và tiền trên các nền tảng mạng xã hội vào năm 2021 với tổng thiệt hại ít nhất 770 triệu đô la Mỹ. Còn tại Singapore, số vụ lừa đảo tình ái trên Internet tăng từ hơn 300 vụ trong khoảng thời gian tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 lên gần 570 vụ trong cùng thời kỳ năm 2021. Số tiền các nạn nhân bị lừa vì lừa đảo tình ái trong giai đoạn này cũng lên tới con số khổng lồ, hơn 17 triệu đô la Mỹ.